Đài Loan thuộc sở hữu của Trung Quốc và tất cả người dân nước này đều ủng hộ sự thống nhất và háo hức chờ đợi ngày sự kiện này xảy ra. Trung Quốc đã nói như vậy tại diễn đàn eo biển lần thứ 13. Ngay lập tức, Đài Loan chỉ trích Trung Quốc cố tình phủ nhận thực trạng ở eo biển, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh kiểm soát hành động của mình. Trong khi đó, Nhật Bản, Mỹ đồng ý củng cố liên minh để chống lại các thách thức, nhất là đến từ Trung Quốc. Sau Mỹ đến lượt Anh cảnh cáo, Nga sẽ đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu tấn công Ukraine. Lập tức, giáo hoàng Francis kêu gọi đối thoại để giải quyết căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Bất chấp bất đồng, Nga-Mỹ vẫn đồng ý tổ chức thêm các cuộc đàm phán. Tại Trung Đông, căng thẳng với Iran gia tăng, Thủ tướng Israel Naftali Bennett lần đầu thăm chính thức UAE. Các thông tin khác Ngoại trưởng Mỹ công du Đông Nam Á chống lại sự ảnh hưởng của Trung Quốc. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thăm chính thức Úc, hy vọng thúc đẩy quan hệ song phương. Trung Quốc tố Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt tại mọi lục địa trừ Nam Cực. Hàng chục cặp đôi kết hôn tập thể ở Peru. Sri Lanka công bố viên đá sapphire lớn nhất thế giới và đây là FBNC Thế giới hôm nay ngày đầu tuần. Xuân Ngọc xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay trên kênh FPC. Mở đầu sẽ là thông tin. Vừa qua, thì Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan MAC đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc đang cố tình phủ nhận thực tế của tình hình ở eo biển Đài Loan, cho rằng nước này đang thực hiện các chính sách cưỡng chế nhằm thúc đẩy chiến dịch thống nhất của mình. Ngày 11 tháng 12 vừa qua, Trung Quốc đã tổ chức diễn đàn eo biển lần thứ 13 tại đây. Ông Wang Yang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, lặp lại lời tuyên bố của Chủ tịch Tập Cận Bình rằng Bắc Kinh quyết tâm kiềm chế các lực lượng đòi độc lập Đài Loan và ngăn chặn sự can thiệp từ các thế lực bên ngoài. Ông Giang tuyên bố Trung Quốc tin tưởng vào việc thống nhất hoàn toàn đất nước. Ông nói thêm rằng việc giải quyết vấn đề Đài Loan một cách hòa bình là một quan niệm khoa học của nguyên tắc một quốc gia hai hệ thống. Đài Loan thuộc sở hữu của Trung Quốc và tất cả người dân nước này đều ủng hộ sự thống nhất và háo hức chờ đợi ngày sự kiện này xảy ra. Ông nhắc nhở Đài Loan rằng hòn đảo phải tôn trọng lịch sử bằng cách tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và cái gọi là sự đồng thuận năm 1992. Ông cáo buộc chính quyền Đài Loan đang cố phá vỡ quan hệ hai bờ eo biển và gây nguy hiểm cho hòa bình tại đây. Đáp lại, Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan AMC tuyên bố, Trung Quốc đã nhiều lần đánh giá sai về tình hình ở eo biển, cáo buộc ngược lại rằng Bắc Kinh đã sử dụng cưỡng bức chính trị để đe dọa hòa bình, gây nguy hiểm cho dân chủ và tự do. MAC cho biết thêm, chiến lược Đài Loan sai lầm và cứng nhắc đã khiến Trung Quốc rơi vào vòng luẩn quẩn của những mâu thuẫn đài loan và cộng đồng quốc tế kêu gọi bắc kinh kiểm soát những hành động của mình và thực hiện các biện pháp để tránh leo thang căng thẳng xuyên eo biển theo một quan chức chính phủ Nhật Bản, thì mới đây Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã nhất trí về sự cần thiết phải củng cố liên minh giữa hai nước, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực đang ngày càng có nhiều vấn đề hơn. Hai vị Bộ trưởng đưa ra nhận định rằng, trong cuộc hội đàm bên lề cuộc họp của G7 ở thành phố Liverpool của Anh, tuy nhiên tại đây, hai bên đã không thảo luận về việc tẩy chay ngoại giao đối với thế vận hội mùa đông Bắc Kinh vào cuối tháng 2 năm nay, vào thời điểm hai quốc gia đồng ý gia hạn thỏa thuận về chia sẻ chi phí quốc phòng theo một năm. phía Nhật Bản đã bày tỏ mong muốn duy trì sự hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ để củng cố năng lực ngăn chặn và ứng phó với khối liên minh trước những thách thức đặc biệt là đến từ Trung Quốc. Hôm chủ nhật ngày 12 tháng 12, ngoại trưởng Antony J. cho biết nga sẽ phải đối mặt với hậu quả to lớn nếu tấn công Ukraine. Trước đó, thì tin báo Mỹ đánh giá rằng nga có thể đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công nhiều mặt vào Ukraine vào đầu năm tới với sự tham gia của 175.000 quân sau khi hai tin tình báo Mỹ đánh giá rằng Nga có thể đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công nhiều mặt vào Ukraine vào đầu năm tới, Điện Kremlin đã lập tức phủ nhận điều này và cho rằng phương Tây đang bị mắc chứng sợ hãi Nga. Tại cuộc họp Bộ trưởng các nước G7 ở Liverpool, Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết Nga sẽ phải đối mặt với hậu quả nặng nề nếu tấn công Ukraine. Các nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đoàn kết lại với nhau. Chúng tôi đã gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến các đối thủ và đồng minh rằng bất cứ sự xâm nhập nào của Nga và Ukraine đều sẽ gây ra hậu quả lớn mà Moscow sẽ phải trả giá đắt. Ngoài ra, bà cũng bày tỏ lo ngại về các chính sách kinh tế, cưỡng chế của Trung Quốc. Việc nước này trở thành cường quốc hàng đầu toàn cầu được coi là một trong những sự kiện điện chính trị quan trọng nhất trong thời gian gần đây, cùng với sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991 dẫn đến kết thúc chiến tranh lạnh. Năm 1979, Trung Quốc có nền kinh tế nhỏ hơn Ý, nhưng sau khi mở cửa cho đầu tư nước ngoài và thực hiện các cải cách thị trường, nước này đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và dẫn đầu toàn cầu với một loạt các công nghệ mới. G7 bao gồm Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Canada và Mỹ, đồng thời bao gồm một đại diện của Liên minh châu Âu. Về cuộc đàm phán hạt nhân với Iran, bà Truss nói rằng vẫn còn thời gian để Tehran cứu vãn thỏa thuận hạt nhân, nhưng nhấn mạnh đây là cơ hội cuối cùng để các nhà đàm phán Iran đưa ra những đề xuất nghiêm túc. Trong lần bình luận đầu tiên về căng thẳng giữa phương Tây và Nga về vấn đề Ukraine, Đức Giáo Hoàng Francis hôm Chủ nhật ngày 12 tháng 12 đã kêu gọi đối thoại một cách nghiêm túc để giải quyết căng thẳng, đồng thời kêu gọi cả hai bên tránh xung đột vũ trang. Trong bài phát biểu trước hàng ngàn người ở quảng trường San Peter, Giáo Hoàng Francis cho biết Nga và Ukraine nên tìm mọi cách để tránh xung đột vũ trang xảy ra. Vũ khí không phải là cách đúng đắn để giải quyết vấn đề. Cầu mong giáng sinh này mang lại hòa bình cho Ukraine. Trước đó, tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã nói với tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Moscow sẽ phải trả một cái giá khủng khiếp và đối mặt với hậu quả kinh tế tàn khốc nếu xâm lược Ukraine. Giáo hoàng Francis, người thường kêu gọi giải trừ và cấm vũ khí hạt nhân, cho biết năm 2021 con người sản xuất vũ khí nhiều hơn năm ngoái. Ukraine cáo buộc Nga điều hàng chục nghìn quân để chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn có thể xảy ra ngay từ đầu năm sau. Nga phủ nhận về việc lên kế hoạch cho bất kỳ cuộc tấn công nào và cáo buộc Ukraine và Mỹ có hành vi gây bất ổn, đồng thời cho biết họ cần đảm bảo an ninh để bảo vệ chính mình. Hôm Chủ nhật vừa qua, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã đồng ý tổ chức thêm các cuộc đàm phán trong bối cảnh hai nước đang căng thẳng về việc Nga tăng cường quân đội gần biên giới với Ukraine. Điện Kremlin cuối tuần qua cho biết, ông Putin và ông Biden đã đồng ý tổ chức nhiều cuộc đàm phán hơn trong cuộc điện đàm trực tuyến vào ngày 7 tháng 12, trong đó tập trung vào quan hệ Đông Tây, vốn đã chìm xuống mức thấp nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, cũng như vấn đề đang gây tranh cãi nhất hiện nay của Nga là xây dựng lực lượng quân đội gần Ukraine. Tại cuộc hội đàm đó, ông Biden cảnh báo người đồng cấp Nga rằng phương Tây sẽ áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nếu Nga xâm lược Ukraine. Trong khi đó, ông Putin yêu cầu ông Biden đảm bảo tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO không mở rộng hoạt động xa hơn về phía đông. Trong video phát biểu trên truyền hình ngày 12 tháng 12, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Putin không có cơ sở nào để lạc quan sau cuộc nói chuyện với ông Biden vì sự khác biệt nghiêm trọng giữa hai nước về cái mà Moscow gọi là làn danh đỏ mà họ không muốn phương Tây vượt qua. Ngoài việc không muốn NATO mở rộng về phía đông, Nga cũng không muốn tổ chức này triển khai một số loại vũ khí tấn công tới các nước giáp biên giới với họ như Ukraine. Ông Peskov cho biết trong cuộc hội đàm ngày 7 82 rằng, ông Putin nói với ông Biden rằng quân đội Nga đang ở trên lãnh thổ Nga và không gây ra mối đe dọa nào cho bất kỳ ai. Ông Peskov nói thêm, các này hiện tại được tạo ra là để bôi xấu Nga, biến chúng tôi trở thành kẻ xâm lược tiềm tàng. Tuy nhiên, ông cho biết hai nhà lãnh đạo đồng ý tổ chức một vòng đàm phán khác có thể theo hình thức trực tuyến vì Điện Kremlin cho rằng còn quá sớm để nói khi nào hai nhà lãnh đạo có thể gặp mặt trực tiếp. Ngày 12 tháng 12 vừa qua, thì trong bối cảnh căng thẳng với Iran ngày một gia tăng, Thủ tướng Israel Naftali Bennett có chuyến công du lịch sử tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Đây là chuyến công du cấp cao nhất kể từ khi Israel và UAE thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm ngoái. Trước khi kết cánh từ thủ đô Tel Aviv, Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết ông và Thái tử Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan của UAE sẽ gặp nhau để thảo luận về cách thức tăng cường hợp tác và tăng cường quan hệ kinh tế thương mại. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm Israel đang có mối quan hệ vô cùng căng thẳng với Iran liên quan đến việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2000. Quan hệ ngoại giao giữa nước này với Israel bị đình trệ vào năm 2014. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có chuyến công du tới Indonesia, Malaysia và Thái Lan từ ngày 13 tháng 12, kéo dài cho đến ngày 16. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, thì ông Blinken sẽ có các bài phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, cũng như cam kết của Mỹ trong các quan hệ với các nước Đông Nam Á đông nam á đã trở thành chiến trường chiến lược giữa hoa kỳ và trung quốc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trung quốc tuyên bố chủ quyền với hầu hết biển đông tuyến đường thương mại quan trọng liên kết khu vực và đã gây áp lực quân sự và chính trị lên đài loan hòn đảo tự trị mà bắc kinh luôn coi là của riêng mình ông Blinken sẽ theo đuổi mục tiêu của Tổng thống Joe Biden là nâng cam kết với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lên mức chưa từng có, tập trung vào việc tăng cường cơ sở hạ tầng an ninh khu vực trước sự bắt nạt của Trung Quốc và thảo luận về tầm nhìn của Tổng thống về một khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ về châu Á, ông Daniel Green, -Green nói với các phóng viên trước chuyến đi. Chính quyền ông Biden coi Đông Nam Á là quan trọng đối với nỗ lực đẩy lùi sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc. Tuy nhiên, việc thiếu một cấu trúc chính thức để căn dự kinh tế kể từ khi cựu tổng thống Donald Trump từ bỏ thỏa thuận thương mại khu vực vào năm 2017 đã hạn chế khả năng gây ảnh hưởng của nước này trong khi Bắc Kinh thì ngày càng phát triển. Chính quyền Mỹ vẫn chưa xác định chính xác khung kinh tế dự kiến của ông Biden sẽ bao gồm những gì, mặc dù ông Kristen Brink cho biết họ sẽ tập trung vào tạo thuận lợi thương mại, nền kinh tế kỹ thuật số, khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, cơ sở hạ tầng năng lượng sạch và các tiêu chuẩn khác. Các nhà phân tích và ngoại giao cho biết, ông Blinken có thể sẽ tìm cách thu hút các quốc gia bằng cách đưa các công ty Mỹ chuyển địa điểm sản xuất khỏi Trung Quốc như một phần trong nỗ lực đảm bảo chuỗi cung ứng. Tuy nhiên đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy các công ty ở Đông Nam Á sẽ được tiếp cận mạnh mẽ vào thị trường Mỹ trong thời gian tới. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tới thủ đô Canberra vào ngày 12 tháng 12, bắt đầu chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Úc. Chuyến thăm 4 ngày được kỳ vọng sẽ làm sâu sắc thêm quan hệ song phương, trong đó thì có việc đảm bảo chuỗi cung ứng về các nguyên vật liệu thô và các khoáng sản quan trọng. Tổng thống Moon Jae-in là tổng thống Hàn Quốc đầu tiên thăm chính thức Úc trong 12 năm qua, đồng thời cũng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được mời thăm quốc gia này kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Năm 2021 là tròn 60 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Theo kế hoạch, Tổng thống Moon Jae-in sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng nước chủ nhà Scott Morrison trong ngày 13 tháng 12. Nội dung cuộc gặp dự kiến sẽ tập trung vào củng cố hợp tác trong lĩnh vực công nghệ trung hòa carbon, nền kinh tế hydro, công nghiệp quốc phòng, công nghiệp vũ trụ và không gian số. Trong chuyến thăm tới thành phố Sydney ngày 14 tháng 12, Tổng thống Moon Jae-in dự kiến sẽ gặp gỡ lãnh đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực cung ứng các khoáng sản chủ chốt. Một quan chức cấp cao trong văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, chuyến thăm lần này được kỳ vọng sẽ giúp Hàn Quốc đảm bảo nguồn cung các khoáng sản quan trọng như đất hiếm và lithium trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn do đại dịch. Về phần mình, Úc cũng hy vọng mở rộng xuất khẩu các sản phẩm này sang Hàn Quốc. Cũng theo quan chức này, nhân chuyến công du lần này của Tổng thống Moon Jae-in, Hàn Quốc và Úc sẽ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Cũng trong ngày 12 tháng 12 vừa qua, thì chỉ 4 ngày sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có chuyến thăm đầu tiên tới nước láng giềng Ba Lan. Ngoài việc thảo luận vấn đề liên quan đến căng thẳng Nga-Ukraine, thì nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng di cư tại khu vực biên giới Ba Lan, Belarus hiện nay sẽ là vấn đề được quan tâm nhất trong chuyến thăm lần này. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki mới đây đã đón tiếp tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz bằng nghi thức quân đội tại thủ đô Warsaw trước khi bước vào cuộc hội đàm chính thức. Ông Morawiecki cho biết, ông sẽ thúc giục ông Scholz phản đối việc khởi động đường ống Nord Stream 2 để đưa khí đốt của Nga đến Đức vì nó có thể được tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng để chống lại châu Âu. Đức ủng hộ nỗ lực của Ba Lan nhằm ngăn chặn dòng người di cư tìm cách nhập cảnh từ Belarus vào các nước thuộc liên minh châu Âu EU và cho biết điều này sẽ giúp Warsaw và Brussels tìm ra giải pháp cho tranh chấp pháp lý giữa hai bên. Tuy nhiên, chính phủ mới của Đức đã không đưa ra cam kết công khai rằng họ sẽ dừng đường ống Nord Stream 2 nếu Nga xâm lược Ukraine theo yêu cầu của Ba Lan và Mỹ. Nga đang tăng cường binh lính ở biên giới với Ukraine, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xâm lược có thể xảy ra. Biên giới giữa Belarus và Ba Lan đang khá căng thẳng liên quan đến vấn đề người di cư. EU cáo buộc Belarus để cho dòng người di cư từ Trung Đông đến nước này và vượt biên giới sang Ba Lan, cửa ngõ vào EU, cũng như các nước thành viên khác trong liên minh nhằm đáp trả việc tổ chức này áp đặt các biện pháp trừng phạt Minsk. Belarus mới đây đã đề xuất kế hoạch, trong đó EU tiếp nhận 2.000 người di cư, trong khi Belarus sẽ hồi hương 5.000 người khác. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị Ủy ban châu Âu EC và Đức bác bỏ. Quay lại với căng thẳng Mỹ-Trung, có lẽ như các màn chỉ trích của Trung Quốc về dân chủ của Mỹ vẫn chưa đủ khiến Bắc Kinh ngu giận. Mới đây, thì Trung Quốc tiếp tục tố Mỹ đang sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với các quốc gia nào gây bất lợi cho mình dưới cái cớ dân chủ và sự trừng phạt này trải dài ở mọi lục địa chỉ trừ Nam Cực. Trong tập đặc biệt thứ hai của chương trình có tên Nền Dân Chủ Mỹ và Thực tế, được sản xuất bởi CGTN có đoạn, trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ có một danh sách các biện pháp trừng phạt mà Hoa Kỳ đang áp dụng đối với các khu vực, quốc gia, đối với các nhóm và tổ chức rất cụ thể trên khắp thế giới. Người dẫn chương trình của CGTN cho biết, danh sách đó bao gồm 36 biện pháp trừng phạt có hiệu lực, bao gồm mọi lục địa ngoài trừ Nam Cực. Chỉ riêng chính quyền Obama thôi đã đưa ra 500 biện pháp trừng phạt mỗi năm chỉ trong nhiệm kỳ đầu tiên. Con số đó tăng gần gấp đôi trong nhiệm kỳ tổng thống của donald trump và sau đó là joe biden lời chỉ trích mạnh mẽ của người tiền nhiệm về cơ bản không thay đổi mà thay vào đó đã kế thừa gần như tất cả các chương trình trừng phạt thời ông trump nhiều biện pháp trừng phạt này đã được áp đặt nhân danh nhân chủ vì Washington cáo buộc vi phạm nhân quyền. Nhưng ai là người để đánh giá và xác minh những lời buộc tội này? Và ai là người đánh giá liệu nền dân chủ có được phục vụ đúng mức với các chế tài hay không? Một vũ khí mạnh mẽ để thúc đẩy các lệnh trừng phạt đó là việc tự xử lý của đồng đô la Mỹ. Nó bắt đầu vào cuối những năm 1990 và tăng tốc sau các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9. Chính phủ Mỹ đã và đang cố gắng nâng cao vị thế của đồng đô la trên thị trường tài chính thế giới. Theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York vào năm 2020, 2009, có tới 65% đô la Mỹ đang lưu hành được sử dụng bên ngoài quốc gia. Tại hơn 20 quốc gia và khu vực ở Nam Mỹ, Châu Phi và khu vực Thái Bình Dương, đồng đô la được sử dụng làm đơn vị tiền tệ trên thực tế. Trong những năm mà kinh tế còn phát triển mạnh mẽ, Mỹ đã sử dụng tiền của các quốc gia này để làm cho mình giàu có hơn. Nhưng khi nền kinh tế kém hiệu quả, thì cũng chính thứ này sẽ làm lây lan rủi ro tài chính sang các nước khác. CGTN cho biết thêm, Mỹ cũng ngày càng gây khó khăn cho các tổ chức tài chính khi tham gia vào các giao dịch bằng đồng đô la với các chính phủ, công ty và người dân bị trừng phạt. Do đó, nhiều quốc gia không chấp nhận nền dân chủ Mỹ sẽ bị gạt ra ngoài lệ trong nền kinh tế toàn cầu. Theo Reuters thì văn phòng nhân quyền của Liên hiệp quốc thông báo đang hoàn thiện đánh giá về tình hình ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc, nơi những người Duy Ngô Nhĩ bị cho là đã bị giam giữ, ngược đãi và buộc phải làm việc bất hợp pháp. Ông Rubek văn phòng nhân quyền của Liên Hiệp Quốc mới đây cho biết, văn phòng cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michel Pacelet đang muốn công bố báo cáo về các cáo buộc lạm dụng ở khu tự trị Tân Cương vì cơ quan này không đạt được tiến triển cụ thể trong các cuộc đàm phán kéo dài với các quan chức Trung Quốc. Trước đó vào thứ Sáu, một tòa án không chính thức có trụ sở tại Anh gồm các luật sư và các nhà vận động cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phải chịu trách nhiệm về tội diệt chủng, tội ác chống lại loài người và tra tấn người Duy Ngô Nhĩ và các thành viên của các dân tộc thiểu số khác ở ở khu vực Tân Cương, Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng tòa án này không có thẩm quyền và coi đó là một trò hề. Ông Kovil nói trong một cuộc họp ngắn của Liên Hiệp Quốc tại Geneva rằng tòa án duy Ngô Nhĩ đã đưa nhiều thông tin đáng lo ngại liên quan đến việc đối xử với người duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số hồi giáo khác ở Tân Cương. Ông nói: "Tất nhiên chúng tôi đã xác định được rằng có sự giam giữ và đối xử tùy tiện, có các hoạt động lao động cưỡng bức và xói mòn các quyền văn hóa và xã hội nói chung." Theo Reuters, thì mới đây các chuyên gia từ các tổ chức quốc tế cho biết nền kinh tế Trung Quốc đã duy trì xu hướng phục hồi mạnh mẽ và hoạt động tốt trong năm 2021. Theo ông Martin Grazer, giám đốc quốc gia về Trung Quốc của Ngân hàng Thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV rằng ngoại thương đóng một vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Ông nói nhu cầu đối với hàng hóa sản xuất của Trung Quốc không chỉ thiết bị y tế mà tất cả hàng hóa sản xuất điện tử đều rất cao và điều đó rõ ràng đã kéo GDP tăng khá mạnh trong suốt năm 2021. Theo bà Yolanda Fernandez Loman, giám đốc quốc gia về Trung Quốc của Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADB cho biết nền kinh tế nước này đã hoạt động tốt trong năm 2021. Điều này có thể được nhìn thấy từ nhu cầu tiêu dùng trong cơ cấu kinh tế của Trung Quốc và hoạt động tốt của các ngành công nghiệp và dịch vụ bà nói nền kinh tế đã hoạt động rất tốt trong năm 2021, thị trường lao động, một chỉ số rất quan trọng đã duy trì ở mức khá ổn định, thậm chí là đã đạt được đến mức trước đại dịch. Chuyển sang một số tin tức thể thao, mới đây cựu ngôi sao của câu lạc bộ Passa Semel Eto sẽ chính thức điều hành bóng đá Cameroon sau khi giành chiến thắng trước đối thủ nặng ký trong cuộc bầu cử chủ tịch liên đoàn bóng đá Cameroon. Cựu tiền đạo người Cameroon, người đã giành chức vô địch Champions League cùng Barcelona và Inter Milan, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với 43 phiếu bầu cử từ thành viên của Liên đoàn bóng đá Cameroon. Chủ tịch sắp mãn nhiệm sedu Pompo Choya, đồng thời là phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Phi, giành được 31 phiếu. Anh Eto, 40 tuổi, sẽ tiếp quản một tổ chức đang tồn động rất nhiều vấn đề, từ đấu đá nội bộ quản lý yếu kém cho đến hàng loạt các cáo buộc tham nhũng. Cơ quan quản lý toàn cầu của bóng đá FIFA đã nhiều lần can thiệp để chấm dứt tình trạng cãi vã giữa các quan chức liên đoàn bóng đá Cameroon nhưng bất thành. Cameroon sẽ đăng cai cướp các quốc gia châu Phi từ ngày 9 tháng 1 cho đến ngày 6 tháng 2. Nước này đã bị tước quyền đăng cai giải đấu vào năm 2019 vì sự chậm trễ trong việc chuẩn bị và lo ngại về an ninh. Một vận động viên lướt sóng người Brazil mới đây vừa thành công cưỡi một con sóng cao gần 20 mét ở ngoài biển vùng biển Bồ Đào Nha. Trao đổi trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Crater, thì anh Lucas Finn bày tỏ hy vọng rằng tên mình được ghi vào danh sách kỷ lục Guinness với danh hiệu người lướt con sóng cao nhất thế giới. Anh cho biết khi cưỡi con sóng quái vật này, anh sử dụng ván trượt có kích thước nhỏ hơn ván lướt sóng với chiều dài là 131cm, rộng 50cm và dày không quá 2,5cm. Đặc biệt, dụng cụ này không có vây giúp tạo cân bằng như là tấm ván lớn hơn hoặc là có dây buộc mắt cá chân của người lướt ván với tấm ván. Anh Finn, người Brazil từng là một cầu thủ bóng đá trẻ trước khi dành niềm đam mê với môn lướt sóng, môn thể thao mà anh đã giành được danh hiệu vô địch thế giới vào năm 2019. Kính thưa quý vị, là hôm 12 tháng 12 vừa qua, thì khoảng 1.200 vận động viên bơi lội nghiệp dư đã cùng tranh tài trong cuộc đua bơi lội cảng Victoria mang tính biểu tượng của Hồng Kông, đánh dấu sự trở lại của cuộc thi nổi tiếng này sau gần 2 năm tạm ngừng. Với những chiếc áo phao cam rực rỡ, các vận động viên đã vượt sóng biển và gió để hoàn thành chặng đua dài 1 km từ khu dân cư Loan Tể đến Tiêm Sa Chủy của Hồng Kông. Cuộc đua thường niên này đã bị hủy bỏ trong hai năm qua do các cuộc biểu tình chống dự luật dẫn độ và đại dịch COVID-19. Vận động viên bơi lội Wiley sáu 60 tuổi, tin rằng sự trở lại của cuộc thi là một dấu hiệu cho thấy Hồng Kông đang phục hồi sau đại dịch. Cuộc thi bơi lội Cảng Victoria lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1906. Sau đó, sự kiện đã bị đình chỉ trong 33 năm, từ năm 1978 đến năm 2011, do những lo ngại về ô nhiễm nước. Cuối tuần qua, thì gần 300 người Estonia đã ngâm mình vào dòng nước lạnh giá để cùng thực hiện nỗ lực lập kỷ lục thế giới mới về cuộc thi bơi tiếp sức lớn nhất vào mùa đông. 119 nam giới và 160 phụ nữ hôm ngày 12 tháng 12 đã tham gia cuộc thi bơi tiếp sức trong gần 2 tiếng đồng hồ tại bến cảng phố cổ Tallinn của Estonia. Những người tham gia được khuyến khích thể hiện sự sáng tạo bằng cách trang trí mũ đội đầu của mình, chẳng hạn như mũ ông già Noel hay các đồ trang trí Giáng sinh khác. Ngoài ra, để đảm bảo tính công bằng trong cuộc thi, họ cũng được yêu cầu không sử dụng các loại vải giữ nhiệt cho đầu gối và vai. Công ty tổ chức sự kiện nói rằng phụ nữ có thể chịu được cái lạnh tốt hơn đàn ông và là giới khỏe nhất ở Estonia. Chuyển sang một tin tức thú vị khác, vào hôm qua, thì Cơ quan Trang sức và Đá quý Quốc gia Sri Lanka vừa trao chứng nhận cho một trong những đơn vị khai thác đá quý. Qua đó, thì công nhận kích thước và trọng lượng của một viên đá sapphire có khả năng trở thành viên sapphire lớn nhất thế giới. Viên đá sapphire xanh tự nhiên này được cho là lớn nhất từng được ghi nhận trên thế giới, với khối lượng lên đến 310 kg. Nó được tìm thấy cách đây 3 tháng trước tại Ratnapura, kinh đô mỏ ngọc của Sri Lanka, và đang được trưng bày tại nhà của một trong số chủ mỏ ngọc ở thị trấn Horana, cách thủ đô Colombia 65 km. Hiện gần 90% sapphire và đá quý được tìm thấy trên thế giới là đều được khai thác ở Sri Lanka, một quốc gia nổi tiếng trong nhiều thế kỷ vì là nơi xuất xứ của loại đá độc nhất vô nhị. Thưa quý vị, mới đây thì hàng chục cặp đôi đã trao lời thề vợ chồng trong lễ cưới tập thể ở Peru vào cuối tuần qua, khi số ca mắc COVID-19 tại quốc gia này vẫn ở mức khoảng 1.500 ca mỗi ngày. Đám cưới đặc biệt này được tổ chức trên các bãi biển Venezia và Balovento thuộc quận Villa El Salvador, Peru, bất chấp thời tiết nhiều mây và ẩm ướt. Trước khi tham dự sự kiện, các cặp vợ chồng được yêu cầu thực hiện các cuộc kiểm tra sức khỏe, một trong những quy định nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Đó là một thử thách để có thể kết hôn ở thời điểm hiện tại. Bây giờ, ít nhất khoảnh khắc độc nhất vô nhị này đã làm tất cả chúng tôi hạnh phúc. Chúng tôi sẽ tận hưởng nó hết mình. Sau buổi lễ, các cặp vợ chồng mới cưới sẽ nhận giấy đăng ký kết hôn và chụp ảnh kỷ niệm trên biển. Đến đây thì chương trình Thế giới hôm nay của FBNC xin được phép khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.